Hồi thứ 106, Công Tôn Uyên thua trận chết ở Tương Bình. Tư Mã Ý giả ốm lừa được Tào Sản. Nói về Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, nguyên là con Công Tôn Khang và cháu Công Tôn Đô. Tự năm Kiến An thứ 12, Tào Tháo đuổi Viên Thượng, chưa đến Liêu Đông thì Khang đã chém đầu Thượng, nộp cho Tháo, rồi Tháo phong làm Trương Bình Hầu. Về sau, Khang mất đi, có hai con. Con cả tên Hoảng, con thứ tên Uyên, bấy giờ còn bé cả. Em Công Tôn Khang là Công Tôn Cung kế chức. Đến đời Tào Phi, phong cho Công Tôn Cung làm Xa Kỵ tướng quân, Tương Bình Hầu. Năm Thái Hòa thứ 2, Uyên đã lớn, văn võ kiêm toàn, tính tình dữ tợn, hay đánh nhau, mới cướp ngôi của chú. Tào Tuấn phong Uyên làm Dương Liệt tướng quân và lĩnh chức Thái Thú Liêu Đông. Về sau, Tôn Quyền sai Trương Di, Hứa Yến mang vàng ngọc châu báu đến Liêu Đông, phong cho Uyên làm Yên Vương. Uyên sợ quyền thế Trung Nguyên mới chém hai sứ giả nước Ngô, đem đầu nộp Tào Tuấn. Tuấn phong thêm cho Uyên làm Đại Tư Mã Lạc Lã Công. Uyên chưa bằng lòng, bàn nhau với chúng, tự xưng là Yên Vương, cải niên hiệu năm Thiệu Hán thứ nhất. Phó tướng là Giả Phạm, can rằng: Trung Nguyên phong chúa công đến tước thượng công không phải là ti tiện gì, nay bằng làm phản thực là trái lẽ. Và lại Tư Mã Ý giỏi việc dùng binh, Gia Cát Võ Hầu còn không đánh nổi, huống chi chúa công. Uyên giận lắm, sai Tả Hữu trói Giả Phạm đem ra chém. Tham quân là Luân Trực cũng can rằng: Giả Phạm nói thế phải đấy, thánh nhân có câu: Nhà nước sắp đổ tất có điểm quái, nay trong nước ta nhiều tai dị lắm. Gần đây có con chó biết đội khăn, mặc áo đỏ, trèo lên nóc nhà, đi như người. Lại ở phía nam cửa thành, có một nhà dân thổi cơm, tự nhiên thấy đứa bé chín rử trong nồi. Lại ở chợ cửa bắc thành Tương Bình, đất bỗng dưng nứt ra một chỗ, rồi một khối thịt đùn lên, chu vi độ vài thước, đủ cả đầu, mặt, mắt, tai, mồm, mũi, chỉ không có chân tay, dao chém không đứt, tên bắn không vào, không biết là vật gì. Thầy bói xem đoán rằng: có hình không ra hình, có miệng không biết nói, nhà nước sắp mất cho nên hiện hình. Có ba việc quái gở ấy, chúa công nên tránh sự dở, cầu sự hay chớ nên khinh động. Uyên nổi giận đùng đùng, quát võ sĩ trói cả Luân Trực và Giả Phạm đem chém ở ngoài chợ, rồi sai Ti Diễn làm Nguyên Súy, Dương Tô làm Tiên Phong, khởi 15 vạn quân Liêu kéo đến Trung Nguyên. Quân ngoài biên báo tin về triều, Ngụy Chủ vài Tư Mã Ý vào chầu bàn việc. Ý tâu rằng: quân mã bộ hạ của tôi 4 vạn đổ phá được giặc. Tuấn nói: quân của ngươi ít, mà đường xá thì xa, làm sao mà đánh giặc được? Ý nói: quân không cốt gì nhiều, cốt tự người chủ tướng biết dùng mưu mẹo mà thôi. Tôi nhờ hồng phúc của bệ hạ, tất bắt được Công Tôn Uyên về nộp. Tuấn hỏi: ngươi đổ Công Tôn Uyên cử động thế nào? Ý tâu: Công Tôn Uyên nếu biết bỏ thành mà chạy là thượng kế, giữ ở Liêu Đông để kháng cự đại quân là trung kế, ngồi giữ ở Tương Bình là hạ kế, chắc tôi tóm được. Tuấn hỏi: chuyến này đi ước chừng bao lâu thì đánh xong? Ý nói: đường đất 4.000 dặm, phải đi mất 100 ngày, đánh 100 ngày, về 100 ngày, nghỉ ngơi 60 ngày, cả thầy độ 1 năm thì xong. Tuấn hỏi:
nếu có Ngô Thục vào cướp thì làm thế nào? Ý nói, tôi đã dự sẵn phương kế giữ gìn rồi, bệ hạ bất tất phải lo. Tào Tuấn mừng lắm, sai Tư Mã Ý đi đánh Công Tôn Uyên. Ý lại tờ ra thành, sai Hồ Tuân làm tiên phong, dẫn quân tiền bộ đến trước Liêu Đông hạ trại. Quân Tiễu Mã báo với Công Tôn Uyên, Uyên sai Ti Diễn, Dương Tô chia 8 vạn quân ra đóng ở Liêu Toại, đào hào chung quanh 20 dặm, rào toàn trông trà rất là nghiêm ngặt. Hồ Tuân sai người báo với Tư Mã Ý, Ý cười nói, giặc không đánh nhau với ta, muốn để cho quân ta phải khốn đây, ta đồ rằng ra nửa quân giặc ở đây, xào huyệt tất bỏ không, chỉ bằng ta bỏ xứ này, đi tắt đến thành Tương Bình, giặc tất phải ra cứu, ta sẽ chẹn ngang nửa đường mà đánh, chắc chắn được to. Vì thế, Ý dẫn quân đi lẻn đường nhỏ kéo ra Tương Bình. Ti Diễn, Dương Tô bàn với nhau rằng, quân Ngụy nếu bằng đến đây, ta chớ có đánh nhau, họ cách xa vài nghìn dặm, lương thảo không tiếp ứng được, khó giữ được lâu, cạn lương tất phải rút về, ta sẽ đuổi theo mà đánh, tất bắt được Tư Mã Ý. Khi xưa Tư Mã Ý chống nhau với quân Thục, chỉ việc giữ vững ở Vị Nam, rút cuộc Khổng Minh phải chết ở nơi quân Thứ, việc bây giờ cũng chẳng khác gì chứ cả. Hai người đang thương nghị với nhau, sực có tin báo quân Ngụy sang cả phía Nam. Ti Diễn giật mình, nói, họ biết ở Tương Bình ít quân, cho nên đến úp trại căn bản của ta đây. Nếu Tương Bình mất, ta giữ đây cũng vô ích. Liền nhổ trại theo sau kéo đi. Có Thám Mã báo tin với Tư Mã Ý, Ý cười nói rằng, mắc phải mẹo ta rồi. Mới sai Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy, mỗi người dẫn 1 toán quân phục ở bến Tế Thủy. Đợi quân Liêu đến thì 2 mặt đổ ra đánh. Hai người bưng mẹo dẫn quân đi. Khi quân Liêu kéo qua, bỗng 1 tiếng pháo nổ lên. Hai bên mở cờ, đánh trống kéo ra. Tả thì Hạ Hầu Bá, hữu thì Hạ Hầu Uy, xông đến đánh. Ti, Dương, 2 người tháo đường chạy đến núi Thú Sơn. Vừa gặp Công Tôn Uyên dẫn quân tới, bèn hợp binh làm 1, rồi lại đến đánh nhau với quân Ngụy. Ti Diễn ra ngựa mắng rằng, tướng giặc chớ dùng quỷ kế, mày có dám ra đánh nhau không? Hạ Hầu Bá múa đao lại đánh, chưa được vài hiệp, Ti Diễn bị chém ngã lăn xuống ngựa, quân Liêu rối loạn, Bá thúc quân đánh tràn vào. Công Tôn Uyên phải dẫn bại quân chạy về thành Tương Bình, đóng cửa giữ vững không ra. Quân Ngụy kéo đến, vây kín 4 mặt thành. Bấy giờ gặp mùa thu, trời mưa ròng rã 1 tháng chưa tạnh. Chỗ đất phẳng, nước sâu 3 thước, thuyền vận lương từ cửa sông Liêu Hà đến thẳng được Tương Bình. Quân Ngụy ở trong vũng nước, ngồi đứng không yên. Tả đô đốc là Bùi Cảnh vào trướng bẩm rằng, mưa mãi không tạnh, trong trại lầy lội lắm, quân không sao ở được, xin đem trại đến trái núi trước mặt mà đóng. Ý giận nói, chỉ nay mai là bắt sống Công Tôn Uyên, không được rời trại, hễ ai còn nói đến rời trại thì chém. Bùi Cảnh dạ dạ lui ra. Một lát sau, hữu đô đốc là Cứu Liên lại đến kêu rằng, quân sĩ khổ về nước ngập, xin thái úy rời trại sang chỗ khác cho. Ý nổi giận nói, quân lệnh của ta đã truyền ra rồi, ngươi sao dám trái? Lập tức sai lôi ra chém, treo đầu ở ngoài cửa viên. Bởi thế bụng quân sợ hãi, không ai dám oán thán câu gì. Ý truyền cho quân sĩ ở mặt nam tạm lui ra ngoài 20 dặm. Thả cho quân dân trong thành ra ngoài cắt cỏ, kiếm củi, chăn dắt trâu ngựa. Trần Quân hỏi rằng, trước kia thái úy đánh Thượng Dòng, chia quân làm 8 đường, chỉ 8 ngày đến thẳng dưới thành, bắt ngay được Mạnh Đạt, lập được công to. Nay đem 4 vạn quân từ xa 4000 dặm đến đây,
không sai đánh ngay thành đi, mà để ở mãi trong đám bùn lầy, lại còn thả cho giặc ra ngoài chăn ngựa kiếm củi. Tôi không biết ý của thái úy ra sao. Ý cười nói, ông không biết binh pháp ư? Khi xưa Mạnh Đạt lương nhiều quân ít, mà ta thì nhiều quân ít lương, cho nên phải đánh mau, vừa lúc vô tình đột nhiên lại đánh mới có thể phá được. Nay quân lưu nhiều, quân ta ít, giặc đói ta no, can chi phải đánh ngay, nên để cho quân kia bỏ chạy rồi sẽ thừa cơ mà đánh. Nay ta mở cho một đường, không bịt đường kiếm củi chăn muông của họ, là có ý để cho quân giặc trốn dần đi. Trần Quân chịu mẹo ấy là cao. Tư Mã Ý sai người về Lạc Dương thúc lương, Ngụy Chủ khai trầu. Quần thần tâu rằng, độ này mưa thu ròng rã hơn một tháng, quân mã vất vả lắm, nên đòi Tư Mã Ý về, hãy tạm bãi binh. Tuấn nói, Tư Mã thái úy dùng binh giỏi giang, lâm nguy chế biến lắm mẹo tài, chẳng mấy bữa mà bắt được Công Tôn Uyên, các người hà tất phải lo. Nói rồi không nghe lời quần thần can, sai người vận lương đem đến trại Tư Mã Ý. Qua vài hôm, mưa tạnh, trời quang đãng. Đêm hôm ấy, Ý ra ngoài trướng, nhìn xem thiên văn, bỗng thấy một ngôi sao to tẩy đấu, ánh sáng tỏa ra vài trượng, từ mé đông bắc núi Thú Sơn xa xuống góc đông nam thành Tương Bình. Tướng sĩ các trại ai cũng kinh hãi. Ý mừng bảo các tướng rằng, sau 5 ngày nữa, chỗ sao xa tất chém được Công Tôn Uyên, ngày mai nên hết sức mà đánh thành. Các tướng được lệnh, sáng sớm dẫn quân đến vây kín 4 mặt thành, đắp núi đất, đào đường hầm, làm giá pháo, bắc thang mây, ngày đêm đánh vào, tên bắn như mưa. Công Tôn Uyên ở trong thành cạn nương, phải giết trâu, mổ ngựa, ăn thịt trừ bữa. Bụng quân oán tức, muốn chém Công Tôn Uyên đem đầu ra thành xin hàng. Uyên thấy thế lo lắm, sai tướng quốc Vương Kiều, ngự sử đại phu Liễu Phủ đến trại Ngụy xin hàng. Hai người từ mặt thành dăm xuống, đến kêu với Tư Mã Ý rằng, xin thái úy hãy rút quân đi 20 dặm, vua tôi chúng tôi sẽ lại hàng. Ý nổi giận mà rằng, Công Tôn Uyên sao không đến xin mà lại sai các ngươi. Liền quan võ sĩ lôi 2 người ra chém. Sai đầy tớ mang đầu về nói với Công Tôn Uyên. Uyên sợ lắm, lại sai Thị Trung là Vệ Diễn đến trại Ngụy. Tư Mã Ý ngồi trên trướng, các tướng đứng sắp hàng 2 bên. Diễn quỳ gối lê vào dưới trướng kêu rằng, xin thái úy bớt giận lôi đình, hôm nay xin hãy đưa thái tử Công Tôn Tu đến đây làm tin, vua tôi chúng tôi sẽ tự trói mình lại hàng. Ý nói, phép dùng binh có 5 điều cốt yếu, có thể đánh được thì đánh, không đánh được thì giữ, không giữ được thì chạy, không chạy được thì hàng, không hàng được thì chết, can gì phải đem con lại làm tin. Liền quan Vệ Diễn cho về báo với Công Tôn Uyên. Diễn ôm đầu lủi thủi ra về, thuật chuyện lại với Uyên. Uyên kinh hãi quá chừng, bàn với con là Công Tôn Tu kén 1000 quân mã, canh 2 đêm hôm ấy mở cửa nam chạy về phía đông nam. Uyên thấy không có quân ngăn trở, trong bụng đã mừng. Đi chưa được 10 dặm, bỗng nghe ở trên núi có tiếng pháo nổ, trống tù và om ả, rồi một toán quân kéo ra chặn đường. Ở giữa thì Tư Mã Ý, tả có Tư Mã Sư, hữu có Tư Mã Chiêu. 2 người gọi to rằng, phản tặc chớ chạy. Uyên giật mình, kíp quay ngựa tìm đường trốn, bỗng lại thấy Hồ Tuân kéo quân đến. Bên thì Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy, bên thì Trương Hổ, Nhạc Lâm, vây bọc cả 4 mặt tựa như rào sắt. 2 cha con Công Tôn Uyên không sao được, phải xuống ngựa chịu hàng.
Ý ngồi trên ngựa, ngoảnh lại bảo các tướng rằng: Đêm hôm nọ là ngày Bính Dần, có ngôi sao to xa xuống ở chỗ này. Đêm nay là ngày Nhâm Thân, ứng rồi đây. Các tướng mừng, nói: Thái úy tính toán như thần. Ý truyền lệnh chém cả hai cha con Công Tôn Uyên, rồi quay binh về hạ thành Tương Bình. Chưa đến nơi thì Hồ Tuân đã hạ được thành rồi. Nhân dân đốt hương bái vọng, đón rước quân Ngụy vào. Tư Mã Ý ngồi trong nhà, sai bắt Tôn Tộc nhà Công Tôn Uyên và các quan liêu đồng mưu hơn 70 người chém sạch, rồi treo bảng yên dân. Có người nói với Tư Mã Ý rằng: Giả phạm, luân trực, càn mãi Công Tôn Uyên không nên làm phản, bị Uyên giết mất cả. Ý sai phong ma hai người và cho con cháu được vinh hiển, đem của cải trong kho thưởng cho ba quân, rồi thu quân về Lạc Dương. Nói về Ngụy chủ ở trong cung, một đêm đến canh ba, bỗng dưng có một cơn gió lạnh nổi lên thổi tắt mất đèn. Thấy Ma Hoàng hậu dẫn vài mươi người cung nhân đến trước sập rồng khóc lóc đòi mạng. Tào Tuấn từ đó phải bệnh, dần dần nặng thêm. Tuấn bèn sai thị trung Quang Lộc đại phu là Lưu Phóng, Tôn Tư coi hết các việc trong viện cơ mật. Lại sai triệu con vua Văn Đế là Yên Vương Tào Vũ làm đại tướng quân, giúp thái tử Tào Phương nhiếp chính. Tào Vũ là người hòa nhã, khiêm nhường, không chịu lĩnh việc to ấy, cố từ không nhận. Tuấn vời Lưu Phóng, Tôn Tư vào hỏi rằng: Trong Tôn Tộc nên dùng người nào? Hai người nguyên hàm ơn Tào Chân khi xưa mới tâu rằng: Chỉ có con Tào Tử Đan là Tào Sảng nên dùng. Tuấn nghe lời. Hai người lại tâu rằng: Muốn dùng Tào Sảng thì phải cho Yên Vương trở về nước Yên. Tuấn cũng nghe theo, giáng chiếu sai hai người cầm ra dụ Yên Vương rằng: Có chiếu của thiên tử sai Yên Vương về nước, hạn ngay hôm nay phải đi, nếu không có chiếu không được vào chầu. Yên Vương ứa nước mắt từ biệt, rồi phong Tào Sảng làm đại tướng quân, quyền coi cả chính sự triều đình. Tuấn ốm mỗi ngày một nặng, sai sứ cầm cờ tiết ra vời Tư Mã Ý về triều. Ý được tin đến tắt Hứa Xương vào ra mắt Tào Tuấn. Tuấn nói: Trẫm chỉ sợ không được trông thấy ngươi. Nay trẫm trông thấy ngươi rồi, dù chết cũng không giận gì nữa. Ý cúi đầu xuống tâu rằng: Tôi ở dọc đường nghe tin thánh thể không yên, giận mình dưới nách không mọc ra đôi cánh để mau chóng bay đến cửa khuyết, thực là may cho tôi lắm. Tuấn cho đòi thái tử Tào Phương, đại tướng quân Tào Sảng, thị trung là bọn Lưu Phóng, Tôn Tư, đến cả trước Long Sàng. Tuấn cầm tay Tư Mã Ý nói: Khi xưa Huyền Đức ở trong thành Bạch Đế, lúc bệnh nguy đem con thơ là Lưu Thiện giao phó cho Gia Cát Khổng Minh, vì thế Khổng Minh phải hết lòng hết sức đến chết mới thôi. Một nước nhỏ còn thế, huống chi nước lớn. Con thơ trẫm là Tào Phương mới có 8 tuổi, chưa coi nổi việc xã tắc. Thái úy và Tôn huynh cùng là Nguyên Huân cựu thần, nên hết sức giúp đỡ cho con trẫm, chớ phụ bụng trẫm mới được. Lại gọi Tào Phương bảo rằng: Trọng đạt với trẫm cũng như một người, con phải kính trọng mới được. Lại sai Tư Mã Ý bế Tào Phương đến gần giường. Phương ôm mãi đầu Tư Mã Ý không buông tay. Tuấn nói: Thái úy chớ quên cái tình quyến luyến của con trẫm hôm nay. Nói đoạn nước mắt chảy xuống ròng ròng. Ý cũng cúi đầu chảy nước mắt. Ngụy chủ mê man không nói được nữa, lấy tay trỏ vào thái tử, một lát thì mất. Ở ngôi được 13 năm, thọ 36 tuổi. Bấy giờ là hạ tuần tháng Giêng, năm Cảnh Sơ thứ 3 nhà Ngụy. Tư Mã Ý, Tào Sảng phò thái tử Tào Phương lên ngôi hoàng đế.
Phương Tự là Lan Khanh, nguyên là con nuôi Tảo Tuấn. Chuyện bí mật ở trong cung, không ai biết do đâu mà đến. Tào Phương lên ngôi, tôn tên Thụy cha là Minh Đế, táng ở Cao Bình. Tôn Quách Hoàng hậu làm Thái hậu, đổi niên hiệu là Chính Thủy. Sàng rất trọng vọng Tư Mã Ý, làm việc gì to đều hỏi ý trước. Sàng tên tự là Bá Chiêu, tự thuở nhỏ ra vào trong cung, Minh Đế thấy người cẩn thận, đem lòng yêu mến lắm. Sàng có 500 khách môn hạ, trong đó có 5 người ưa chuộng thói phù họa là Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Đinh Bật và Tất Phạm. Lại có quan đại tư nông là Hoàn Phạm, tự Nguyên Tắc, có nhiều mưu trí, người ta khen là trí nang, có nghĩa là túi khôn. Mấy người ấy đều được Tào Sảng tin dùng. Hà Yến nói với Tào Sảng rằng: đại quyền của chủ công, chớ cho người khác được can thiệp đến mà để lo về sau. Sảng nói: Tư Mã Công cùng với ta chịu lời tiên đế Thác Cô, nỡ nào ta bỏ nghĩa ấy. Yến nói: khi xưa tiên công cùng với Trọng Đạt đánh Thục, nhiều khi bị hắn lấn át, nhân thế mà chết, chủ công sao không xét việc đó. Sảng nghĩ ra, cùng với các quan thương nghị, rồi vào tâu với ngụy chủ rằng: Tư Mã Ý công cao đức nặng, nên ra chức làm thái phó. Chú thích: thái úy coi việc binh, thái phó không được dự. Tuy ngụy chủ thăng chức Tư Mã Ý, nhưng kỳ thực là tước binh quyền của Ý. Đọc tiếp: Phương nghe lời, từ đó binh quyền về cả tay Tào Sảng. Sảng sai em là Tào Hy làm trung lĩnh quân, Tào Huấn làm võ vệ tướng quân, Tào Ngạn làm tả kỵ thường thị, mỗi người dẫn 3.000 quân ngự lâm tùy tiện ra vào chốn cung cấm. Lại dùng Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Bật làm thượng thư, Tất Phạm làm tư lệ hiệu úy, Lý Thắng làm Hà Nam Doãn. 5 người ấy ngày đêm bàn việc với Tào Sảng, bởi thế tân khách nhà Tào Sảng mỗi ngày một nhiều. Tư Mã Ý thấy vậy, Thác có bệnh không ra đến ngoài, hai con cũng tử chức về nhà. Tào Sảng mỗi ngày cùng với bọn Hà Yến uống rượu làm vui, phàm các đồ dùng, áo sống, không khác gì của triều đình. Những đồ quý báu các nơi tiến cống, trước hết chọn đồ quý nhất lấy làm của riêng, còn thừa mới nộp vào cung. Trong phủ chứa rất nhiều con gái đẹp. Quan Hoàng Môn là Trương Dương xiểm nịnh Tào Sảng, kén lấy 18 nàng hầu của tiên đế đưa vào trong phủ. Sảng lại kén 30-40 con gái nhà tử tế biết hát múa, lập ra một đội nữ nhạc trong phủ, lại dựng lên lầu cao gác chạm, đúc các đồ vàng bạc, dùng hơn 100 thợ khéo ngày đêm chế tạo đồ dùng. Hà Yến nghe tin Quản Lộ ở Bình Nguyên tinh nghề thuật số, cho mời đến bàn nghĩa kinh dịch. Bấy giờ Đặng Dương cũng ngồi chơi đó, hỏi Lộ rằng: ông tự cho là giỏi dịch mà nói không động đến chữ nghĩa kinh dịch là làm sao? Lộ nói: đã gọi là giỏi dịch thì không phải nói động đến dịch. Yến cười tán thêm vào rằng: thế mới gọi là lời trọng yếu, không cần phải nhiều. Nhân hỏi Lộ rằng: ông thử bói cho tôi một quẻ, xem có làm đến tam công được không? Tôi lại mộng thấy vài mươi con ruồi xanh đậu trên mũi, đó là điềm gì? Lộ nói: ngày xưa Nguyên Khải giúp vua Thuấn, Chu Công giúp nhà Chu, cũng có đức tốt mà được hưởng phúc. Nay quân hầu ngồi cao, quyền trọng, nhưng người mến đức thì ít, mà kẻ sợ oai thì nhiều. Đó không phải là lối dằn lòng cầu phúc được. Và lại, mũi là cái núi, núi cao mà không đổ thì mới giữ được phú quý. Nay ruồi nhặng là giống hôi bẩn, lại đậu lên trên. Thế là ngôi cao phải đổ, khá sợ lắm thay. Xin quân hầu bớt chỗ nhiều, thêm chỗ ít, điều gì phi lễ chớ làm.
như thế thì ngôi Tam Công mới đến tay, mà đàn Nhặng Xanh mới xua đi được. Đặng Dương giận gắt rằng: đó là lời lão sinh thường đàm ra quái gì? Lộ nói: lão sinh đã thấy khi không sinh, thường đàm đã thấy thì không đàm. Nói đoạn, rũ tay áo đứng dậy đi ra. Hai người cười rằng: thật là đồ cuồng sĩ. Lộ về nhà thuật chuyện cho cậu nghe. Cậu giật mình nói: Hà, Đặng, hai người đang quyền thế hống hách, sao mày dám nói trêu chọc đến họ? Lộ nói: tôi cùng với người chết nói chuyện, còn ngại gì nữa? Cậu hỏi tại sao? Thì Lộ nói: Đặng Dương gân không bó được xương, mạch không giữ được thịt, ngồi đứng ngả nghiêng, hình như không có chân tay, đó gọi là tướng quỷ tảo. Hà Yến không tươi được sắc mặt, tinh thần bất định, dáng tựa cây khô, đó là tướng quỷ u. Hai người nay mai tất có vạ diệt mình, can gì mà sợ? Người cậu mắng quản lộ nói càn rồi đi. Tao sảng thường hay cùng với bọn Hà Yến, Đặng Dương ra ngoài săn bắn. Em là Tào Hy can rằng: uy quyền của anh to lắm mà cứ hay đi chơi săn bắn, nếu có người mưu hại thì làm thế nào? Sảng mắng rằng: binh quyền ở trong tay ta, còn sợ gì ai nữa? Tư Nông là Hoàn Phạm cũng can, nhưng Sảng cũng không nghe. Bấy giờ ngụy chủ Tào Phương đổi năm Chính Thủy thứ 10 là năm Gia Bình thứ nhất. Tào Sảng một mực chuyên quyền, không biết bệnh trọng đạt hư thực ra làm sao. Bữa ấy, nhân ngụy chủ cất Lý Thắng ra làm thứ sử ở Kinh Châu, Sảng cho Lý Thắng đến Tử Trọng Đạt, nhân để dò xem ý tứ thế nào. Lý Thắng đến phủ Thái Phó, có lính canh vào cửa báo với Tư Mã Ý. Ý bảo với hai con rằng: đây là Tào Sảng sai đến dò xem bệnh ta thực hay giả đây. Lập tức bỏ mũ, để tóc rũ rượi, trèo lên giường ngồi dựa vào cái chăn và sai hai nàng hầu nâng đỡ, rồi mới sai mời Lý Thắng vào phủ. Lý Thắng đến trước giường, lại nói rằng: lâu nay không được hầu Thái Phó, không ngờ ngài yếu đau thế này. Nay thiên tử sai tôi làm thứ sử Kinh Châu, xin đến lại từ Thái Phó. Ý giả điếc đáp rằng: Tinh Châu gần phương Bắc, ra đó giữ gìn cho khéo. Thắng nói: tôi được cử làm thứ sử Kinh Châu, không phải Tinh Châu. Ý cười nói: ngươi ở Tinh Châu lại à? Thắng nói: Kinh Châu ở Hán Thượng. Ý lại cười ha hả mà rằng: ngươi ở Kinh Châu lại đây à? Thắng nói: Thái Phó sao ngài yếu đến thế? Tả Hữu nói: Thái Phó điếc đấy. Thắng mượn bút giấy viết mấy chữ đệ lên. Ý xem xong cười rằng: ta lâu nay mệt lắm, tai điếc không nghe rõ, chuyến này có đi thì phải giữ gìn. Nói đoạn lấy tay trỏ vào mồm, ra hiệu muốn uống nước. Thị tỳ dâng chén nước nóng, Ý hấp miệng vào chén nước, nước đổ ra ướt cả vạt áo. Ý ậm ực trong cổ, làm ra tiếng nghẹn, rồi nói rằng: ta suy nhược lắm, sớm tối chưa biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ ngươi dạy bảo đỡ cho ta. Ngươi có về ra mắt đại tướng quân, nhớ nói dùm với tướng quân trông nom đỡ hai con cho ta thì may lắm. Nói đoạn nằm lăn ra trên giường thở hồng hộc một lúc. Lý Thắng cáo từ Trọng Đạt về ra mắt Tào Sảng, thuật hết cả tình hình như thế. Sảng mừng nói: lão này chết thì ta không lo gì nữa. Tư Mã Ý thấy Lý Thắng đi rồi, đứng dậy bảo với hai con rằng: Lý Thắng chuyến này về báo tin, Tào Sảng tất không nghi gì ta nữa. Đợi khi nào y ra thành săn bắn thì mới đổ được. Không mấy bữa, Tào Sảng mời ngụy chủ Tào Phương ra Yết Lăng Cao Bình tự
tế tự tiên đế, quan viên lớn nhỏ theo cả gia. Sảng dẫn ba anh em và bọn Tâm Phúc, Hà Yến cùng quân Ngự Lâm hộ giá ra thành. Tư Nông là Hoàn Phạm can rằng: chủ công coi giữ quân cấm binh, không nên anh em cùng đi cả. Phỏng trong thành có biến thì làm thế nào? Sảng cầm roi ngựa quật vào Hoàn Phạm, mắng rằng: ai dám làm loạn, chớ có nói càn. Tư Mã Ý thấy Tào Sảng ra thành rồi, mừng lắm, lập tức gọi các thủ hạ cũ và mấy người gia tướng dẫn hai con lên ngựa, đến thẳng triều đình, mưu giết Tào Sảng. Đó là đóng cửa bỗng nhiên vùng đứng dậy, cầm quân từ đó mới ra tay. Chưa biết tính mệnh Tào Sảng ra sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Tôn Quyền muốn cấu kết với Công Tôn Uyên để chống Ngụy, chẳng khác nào Tào Phi mượn tay Mạnh Hoạch để xâm chiếm Thục. Uyên chém đầu Sứ Ngô dâng cho Tào Phi cũng chẳng khác nào Công Tôn Khang chém đầu anh em họ Viên dâng cho Tào Tháo vậy. Nhận thấy Man Vương phản Hán nhiều lần mà họ Công Tôn giúp Ngụy đến hai lần, thì lẽ ra phải khoan hồng cho Công Tôn Uyên mới phải chứ. Võ Hầu không giết Mạnh Hoạch, thế mà Tư Mã Ý lại giết Công Tôn Uyên. Thật là một người rất nhân từ và một kẻ đại bất nhân. Về sau vua Hỏa Đế và Mẫn Đế đều bị cha con Lưu Uyên Chu Lục, Uyên trước với Uyên sau không hẹn mà trùng tên đó. Phải chăng đó là một câu chuyện quả báo? Ta có thể bảo rằng Tư Mã Ý bình Liêu dễ dàng hơn là Khổng Minh bình Man, vì muốn đánh vào lòng người thì khó, chứ đánh vào thành trì thì dễ. Hơn nữa, trước khi ra Kỳ Sơn, Khổng Minh đã phải lo lắng nhiều về mặt Bắc, thế mà lại xuống mặt Nam bình Man. Quả ít ai làm được như Khổng Minh. Khi Khổng Minh mất rồi, Tư Mã Ý khỏi lo về mặt Tây, cứ yên tâm kéo quân đi dẹp Lưu Đông. Việc ấy tưởng cũng nhiều người làm được. Xét cho cùng, Tư Mã Ý vẫn kém xa Khổng Minh. Cha Tào Tháo đã là con nuôi, cháu Tào Phi cũng lại là con nuôi. Thế thì thế hệ trước kia không đúng nòi, đến thế hệ sau lại bị khác giống. Thì ra hương hỏa họ Tào không phải đến lúc Tấn bắt nhường ngôi mới dứt, mà nó chấm dứt ngay từ lúc Tào Phương lên ngôi. Tào Tuấn không tuyên cáo rõ cho các quan đại thần biết rằng mình đã đưa người trong họ nối ngôi, lại cứ giữ bí mật trong cung, khiến không ai biết gốc tích Tào Phương đâu cả. Cho hay âm mưu cướp ngôi Hán của họ Tào thật là gian hùng, song kết quả lại nuôi một con tò vò, ngẫm cũng nực cười.